nó có sự khác biệt, nhưng mà nó không phải là một cái sự khác biệt thì nó quá to lớn và nó đặc biệt đâu. Đối với mình thì mình không hẳn ghét, nhưng mà mình cũng không thích hoàn toàn ở cái mùi hương này. Hơn nữa, nói là chai nước hoa này sử dụng vào ngày mưa, nhưng không phải là bạn chỉ sử dụng vào ngày mưa thôi. Tuy nhiên có một lưu ý, đó chính là hello, xin chào các bạn, mình là Ryan và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì trong cái video mà mình chia sẻ cho các bạn những chai nước hoa sử dụng vào những ngày mưa thì mình cũng có hứa là mình sẽ chia sẻ về một chai nước hoa khác của nhà Bulgari, đó chính là chai Rain Essence. Bởi vì mình vừa tìm được cái sample này của chai Rain Essence của nhà Bulgari. Cái chai này nó cũng còn khá là mới, nó vừa ra mắt năm 2023 vừa qua thôi. Và mình nghĩ cũng còn khá là ít bạn biết tới cái mùi hương nước hoa này. Tên của chai nước hoa này là Rain Essence, tạm dịch nó là nước hoa sử dụng vào những ngày mưa. Vậy nó có thật sự dùng vào những ngày mưa hay không, hay là cái mùi hương này nó sẽ như thế nào, thì các bạn hãy cùng mình tìm hiểu qua cái video ngày hôm nay nhé. Ở cuối video thì như thường lệ mình cũng sẽ đưa ra cái số điểm đánh giá để các bạn có thể tham khảo nữa. Và nếu như các bạn xem cái video này thấy hay thì hãy để cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp thêm nhiều động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời các bạn xem video. Thì mình sẽ nói nhanh qua cái thiết kế của chai Bulgari. Hiện tại thì mình không có cái chai full của Rain Essence ở đây, mình chỉ có cái sample thôi. Tuy nhiên thì mình có cái chai Bulgari Wood Neroli này. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái thiết kế chai này của nhà Bulgari. Đây gần như là cái thiết kế cho toàn bộ các chai thuộc dòng Bulgari Men của nhà Bulgari. Đây là cái thiết kế mà mình đánh giá khá là cao ở nhà Bulgari, đó chính là họ không có nắp xịt, mà thay vào đó là cái cơ chế đóng và mở khóa vòi xịt. Mình khá là thích cái thiết kế này bởi vì đôi khi có những cái nắp chai nước hoa họ thiết kế khá là lỏng. Còn cái cơ chế như thế này thì mình có thể đảm bảo là cái vòi xịt nó đã được khóa rồi. Đôi khi mình bỏ cái chai nước hoa để đem đi du lịch thì mình cũng có thể tin tưởng là cái mùi hương nó không có bị phun ra ngoài. Còn đến với phần mùi hương của chai nước hoa này thì perfumer của chai nước hoa này là Alberto Morillos. Đây cũng là một perfumer khá là nổi tiếng mà đã điều chế qua những chai nước hoa cũng khá là phổ biến như là chai Light Blue All Intense của nhà Dolce & Gabbana nè, hay là những cái dòng Acqua di Gio của nhà Armani nữa. Ở nữ thì có chai Gucci Bloom nữa. Mình nhìn qua cái tiểu sử của ông Alberto Morillos này thì dường như cái sở trường của ổng là làm ra những cái mùi hương có thiên hướng aquatic, có cái sự mát mẻ ở trong đó. Còn về mùi hương chai nước hoa này thì khi mà vừa mới xịt ra, mình cảm giác được một cái mùi rất là xanh, rất là tươi mát. Nó giống như là cái mùi của lá cây ẩm ướt vậy. Và sau đó thì mình ngửi được cái mùi của xạ hương trắng. Có một cái mùi nó khá là đặc biệt trong mùi hương nước hoa này nữa, đó chính là mùi của sen. Và sau đó thì nó được kết thúc bằng gỗ gai ác út. Nhìn chung thì cái mùi hương này thì nó tạo được cái cảm giác xanh, tươi mát, nó khá là sạch sẽ và dễ chịu nữa. Và nếu nói cái tông mùi chủ đạo của cái mùi hương nước hoa này là mùi hương sen thì cũng không hẳn cho lắm. Mình nghĩ cái những cái bạn mà ít ngửi cái mùi hương hoa sen thì maybe cũng không có thể nhận ra cái mùi hương nước hoa này. Thậm chí là mình ngay từ lần đầu mình cũng không có nhận ra cái mùi hương sen trong cái mùi hương nước hoa này. Mãi những cái lần sau khi mà mình test mùi thì mình mới nhận ra. Nếu mà nói một cách đơn giản thì các bạn có thể dễ dàng nhận ra cái mùi hương này nó có cái cảm giác xanh và tươi mát ở trong đó. Và để cho các bạn dễ hình dung thì các bạn có thể nhớ đến những cái lúc mà các bạn bị mắc mưa giữa cái trời mưa lớn á, cái người bạn ẩm ướt nó khá là lạnh á, thì mình thấy nó khá là giống cái cảm giác của cái mùi hương nước hoa này. Và đến với phần đánh giá của chai nước hoa này thì đúng là cái mùi hương này nó tạo lại và nó gợi lại cho mình cái cảm giác của những cơn mưa. Ở quan điểm của mình về cái chai Rain Essence này thì nó có sự khác biệt, nhưng mà nó không phải là một cái sự khác biệt thì nó quá to lớn và nó đặc biệt đâu. Mình cảm giác nó lạ nhiều hơn, maybe là nó đến từ cái nốt hương hoa sen trong cái thành phần của mùi hương nước hoa này. Hơn nữa, nói là chai nước hoa này sử dụng vào ngày mưa, nhưng không phải là bạn chỉ sử dụng vào ngày mưa thôi. Ở cái mùi hương này, nhưng mà nói thì nó tạo cảm giác tươi mát và sạch sẽ cho cái người sử dụng. Mình nghĩ đối với là các bạn nam đi làm văn phòng muốn tìm cái mùi hương sạch sẽ sử dụng hàng ngày thì các bạn có thể thử qua cái mùi hương nước hoa này. Tuy nhiên có một lưu ý, đó chính là cái độ lưu hương nó cũng không có lâu lắm đâu. Mình thấy nó trên da mình được khoảng 5 đến 6 tiếng thôi, còn tỏa hương thì khoảng một cánh tay. Và đó là đôi chút nhận xét của mình về cái chai Rain Essence này. Đến với phần chấm điểm thì cái nét đặc biệt mình sẽ chấm đó là 3/5 điểm. Đối với mình thì mình không hẳn ghét, nhưng mà mình cũng không thích hoàn toàn ở cái mùi hương này. Cái mùi hương này nó tạo cho mình cái cảm giác sạch sẽ, thoải mái, tươi mát và độ an toàn nó cũng khá là cao nữa. Ngoài độ đa dụng mình sẽ chấm nó ở mức là 4/5 điểm. Nhưng mà nó nói thì cái mùi hương này bạn có thể sử dụng đi làm hàng ngày được. Mình nghĩ là trừ những cái ngày mà quá lạnh thì các bạn không có sử dụng được nó thôi. Hoặc là đôi khi mà các bạn muốn tìm một cái mùi hương mà nó tạo sự thu hút, tạo điểm nhấn thì mình nghĩ cái mùi hương này nó không có làm được điều đó. Về độ lưu hương thì mình sẽ chấm nó ở mức là 3/5 điểm. Còn về độ tỏa hương sẽ là 2/5/5 điểm. Về giá tiền thì giá cho chai 100ml là 148 đô Mỹ. Ở cái mức giá này thì mình sẽ chấm nó ở mức là 3/5/5 điểm. Thì tổng số điểm của chai nước hoa này là 3.2/5 điểm.
Thì vừa xong mình vừa chia sẻ với các bạn cái chai Bulgari Grand Essence này. Các bạn đã thử qua cái mùi hương này chưa? Nó cũng còn khá là mới. Nếu các bạn thử qua rồi thì các bạn có thích hay là không thích cái mùi hương nước hoa này thì hãy cho mình và các bạn khác có thể biết nữa nhé. Và nếu các bạn xem cái video này thấy hay thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một subscribe tiếp theo nhiều lần cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cũng như là đón xem những video mình sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới.